À, chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài thực hành nói về firewall IP table ở trong hệ điều hành Linux CentOS 6. Trong cái bài này thì sẽ được phân thành 3 phần. Ở phần đầu tiên á thì nó sẽ với cái mục tiêu là các bạn sẽ thực hành gọi là quản lý cái firewall trong cái máy Linux của mình. Thì các bạn sẽ tìm hiểu về các cái phần khái niệm cơ bản, các cái table, các cái chain ở trong cái IP table. Ở phần số 2 trong cái bài này á thì các bạn sẽ làm về cái việc là thiết lập các cái rule cơ bản ở trong cái firewall IP table cho cái máy Linux của mình. Thì lúc này cái firewall IP table trong Linux sẽ đóng vai trò là một cái host bay firewall. Host bay firewall nghĩa là cái firewall nó chỉ có giá trị ở trong nội bộ một cái máy tính, nó dùng để filter, dùng để can thiệp vào các luồng dữ liệu đi vào và đi ra trên chính cái máy tính này. Phần số 3 của bài á thì các bạn sẽ thiết lập cái firewall IP table đóng vai trò là một cái network bay firewall. Network bay firewall này tức nghĩa là các bạn sẽ lấy ra một cái máy tính có tối thiểu là hai cạc mạng, và cái máy tính này nó sẽ đóng vai trò là router, đóng vai trò là firewall để đóng vai trò là gateway cho các client bên trong hệ thống mạng của mình kết nối internet. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong cái phần số 1 của bài. Phần số 1 của bài thì mình sẽ nói về cái phần là quản lý cái firewall IP table. Chủ yếu mình sẽ tập trung vô những cái khái niệm rất là cơ bản của cái IP table, và sẽ làm về cái việc là các thao tác về chỉnh sửa lưu trữ là cái rule mà mình thiết lập thì nó sẽ như thế nào. Thì ở trong cái firewall về IP table trong Linux á, nó được tích hợp sẵn ở hầu hết ở trong các distro của hệ điều hành Linux. Thực sự thì IP table nó chỉ là cái chương trình giao diện dùng để kết nối vô cái tính năng trong kernel của Linux là net filter để quản lý nó. Thì ở trong cái table, trong các table của IP table build sẵn, nó có hai table là table về filter và cái table về NAT. Đây là hai cái table nó có sẵn. Ở trong cái table, cái bảng về filter thì nó sẽ có các cái chain, các mắt xích của nó, bao gồm là chain input, chain output và chain forward. Chain input thì dùng để quản lý cái luồng dữ liệu, dùng để quản lý cái luồng dữ liệu đi vào trên chính cái máy Linux của mình. Input dùng để quản lý những cái luồng dữ liệu với cái IP đích đến là cái IP của chính cái máy Linux của mình, nghĩa là cái máy Linux của mình ở đây nó sẽ nhận cái luồng dữ liệu đó và nó xử lý. Output thì dùng để quản lý cái luồng dữ liệu từ chính cái máy Linux mình đi ra ngoài. Forward thì nó chỉ dùng để quản lý cái luồng dữ liệu nó kết nối internet thông qua cái máy Linux này. Thì tức là nếu như các bạn sử dụng cái chain forward á, thì lúc đó cái máy Linux của bạn đang đóng cái vai trò là một network base router firewall. Thì các bạn sẽ phải phân biệt cho rõ input, output và forward. Thì nếu như các bạn hiểu rõ về ba cái filter này thì các bạn sẽ biết cái cách phân loại và quản lý các loại các luồng dữ liệu. Tiếp tục mình chuyển qua một cái table khác là table NAT. Table NAT thì với cái tên của nó là bạn thấy rõ vấn đề là nó dùng để điều khiển về cái quá trình NAT
trên chính cái máy Linux của mình. Thì NAT thì các bạn có thể sử dụng để kết nối Internet, có thể sử dụng để các bạn redirect cái luồng dữ liệu. Thì trong cái table NAT của mình đó, nó có các chain, cái chain là pre-routing. Pre-routing đó, thì nó sẽ NAT trước khi định tuyến, NAT IP nguồn trước khi định tuyến. Post-routing thì nó sẽ là cái chain dùng, nó sẽ NAT sau khi thực hiện cái quá trình định tuyến. Output là cái chain dùng để quản lý cái traffic từ chính cái máy Linux mình nó đi ra ngoài. Thì đây các phần ở trong đây của mình đó, nó là các phần khái niệm rất là cơ bản, rất là cơ bản, và các bạn sẽ phải nắm để mà mình có thể control, điều khiển được cái máy, cái firewall của chính cái máy Linux của mình. Tiếp tục mình đi vào bên trong cái phần gọi là vị trí dùng để lưu trữ cái file cấu hình cụ thể ở trong là CentOS 6. Ở trong CentOS 6 á, thì các bạn sẽ đi đến cái file etc sysconfig ip table. Các bạn mở cái file này ra thì ở trong đây ha, nó sẽ là cái file chứa cái tập lệnh đã được lưu trữ các rule của ip table của Linux. Rồi bây giờ mình sẽ thử mở cái file này ra cho các bạn xem. Ở đây mình đang có một cái máy Linux CentOS, các bạn login vô. Các bạn sẽ vim đến etc sysconfig ip table, các bạn nhìn. Thì các cái nội dung mà các bạn thấy nó hiển thị trên màn hình á, nó sẽ tương ứng là các cái rule mặc định. Ví dụ như các bạn thấy nó có cái dòng là trừ A, tức nghĩa là append cái chain input, nó load cái module trạng thái và cho phép trạng thái kết nối vô là new, tức là cho phép khởi tạo, và cái module tiếp tục là TCP, nó load lên cái protocol là TCP, dboard tức là destination board là mục đích đến, và nó zoom vô cái hành động là accept. Thì cái dòng này nghĩa là nó cho phép mà người ta thực hiện kết nối SSH đi vô trong cái IP, tất cả các IP của cái máy CentOS 6.9 này. Nếu như các bạn muốn kiểm tra cái rule ở trong cái máy Kali Linux bằng cái giao diện dòng lệnh hoặc là bất kỳ cái máy Linux nào ha, các bạn dùng câu lệnh là ip table -l. -l tức là liệt kê, các bạn thấy nó xuất ra các bạn chain, các chain na ná nó có nội dung giống như vậy. Chain input các bạn thấy policy nó ghi chữ accept, nghĩa là giống như là nó vấn đề là nếu như tôi không nói gì hết thì nghĩa là anh đưa ra hành động là anh cấm hay là anh cho phép. Và nếu như cái chain policy này được accept, tức nghĩa rằng mặc định nó sẽ cho phép tất cả. Bạn thấy là cái chain forward này nó đang để mặc định là cho phép nè, chain output nó cũng mặc định là cho phép nè. Nhưng nếu như mình để ý một chút ở trong cái chain input chỗ này á, nó có cái dòng cuối cùng nó ghi là reject. Reject có nghĩa là nó cấm và nó trả về cái tin ICMP enrichable, cấm tất cả các protocol từ bất kỳ đâu đi đến bất kỳ đâu, nó trả ra cái gói tin là ICMP. Thì dòng này tức là tương đương với cái giá trị là nó sẽ cấm tất cả các nội dung. Ở trong cái chain forward cũng vậy, chain forward nó cũng vậy, mặc định nó cũng có một dòng này. Ở chain output thì bạn thấy là nó không có cái dòng gọi là cấm tất cả, tức nghĩa là từ cái máy Linux của mình ở đây, nếu như nó khởi tạo kết nối đi ra ngoài thì chính bản thân của nó cũng sẽ không có ngăn cản gì hết. Tuy nhiên nếu như các bạn đổi cái default policy này là thành là drop hay là reject, thì tức nghĩa rằng là các bạn có thể hoàn toàn làm được cái việc là đứng từ cái máy Linux của bạn, các bạn binh vô cái IP localhost thôi, 127.0.1 thôi, nó vẫn có thể là sẽ binh không được. Đây là câu lệnh mà đang kiểm tra nó một cách gọi là rất là nó không đầy đủ thông tin lắm ha. Có một câu lệnh các bạn kiểm tra đầy đủ thông tin là các bạn dùng câu lệnh là ip table -l liệt kê
từ V là verbose, trừ N là hiển thị từng dòng, hiển thị cho mình số dòng luôn là line number. Thì đây là câu lệnh này á, là câu lệnh mà các bạn sẽ sử dụng để mà các bạn hiển thị chi tiết các cái thông tin ở trong cái rule của thằng IP table này. Rồi bây giờ mình sẽ thử nghiệm, mình sẽ thử nghiệm cái dòng rule này. Mình vô trong cái máy là Linux của mình ở đây. Các bạn dùng câu lệnh IP table trừ L trừ V trừ N trừ trừ line number. Thì các bạn thấy là ví dụ như ở đây thì hiện thời nó không có cái rule gì hết đúng không ạ? Thì mình sẽ etc init.d IP table star. Mình sẽ khởi động IP table lên. Mình chạy lại lệnh này lần nữa. Đó, thì các bạn thấy là nó sẽ đọc cái nội dung ở trong cái file etc sysconfig IP table ha. Nó hiển thị ra cho mình. Rồi, ví dụ như các bạn thấy nó có cái dòng số 4 này. Cái dòng số 4 ở trong cái chain input là dòng cho phép tạo cái kết nối SHA đi vào. Bây giờ nếu như các bạn muốn xóa đi cái dòng này, xóa đi dòng này, thì các bạn sẽ đưa vô câu lệnh là IP table trừ D, tức nghĩa là delete. Trừ D nghĩa là delete. Ở trong cái chain là cái chain input và chỉ định cái dòng là cái dòng số 4. Sau đó thì mình gõ lại câu lệnh hiển thị thông tin chi tiết một lần nữa. Thì các bạn sẽ thấy là cái dòng mà liên quan tới cái chuyện là cho phép tạo kết nối SH á, bây giờ nó mất rồi. Tuy nhiên thì cái việc mất này như vậy nó chỉ có tính chất là tạm thời thôi. Nếu như bây giờ các bạn gọi etc init.d IP table. Chỗ này nếu như các bạn enter các bạn nhìn chút nè, nó sẽ có là start, stop, restart, save lại cấu hình. Nếu như chỗ này các bạn dùng câu lệnh save lại cấu hình thì nó sẽ đọc các rule của IP table lưu trữ lại. Như vậy là cái dòng 22 cho phép kết nối SH mới xóa hồi nãy nó sẽ được lưu trữ ha. Rồi, bây giờ đây mình sẽ restart lại. Restart lại. Sau đó mình IP table trừ L trừ V trừ N trừ trừ line number. Các bạn kết nối lại lần nữa. Đó, thì các bạn thấy cái dòng 22 mình nó có lại ha. Thì ở trong đây mình có ghi cho các bạn một số cái ví dụ dùng lệnh này, tức nghĩa là các bạn xóa đi một dòng. Lệnh này để restart ha. Các bạn nhớ nó có cái biến self. Nếu như các bạn muốn kiểm tra cái rule của các bạn NAT, thì trong cái bảng NAT này table thì nếu các bạn có IP table bạn hãy truyền những cái biến trừ T, tức là table, là NAT, trừ L trừ V trừ trừ line number. Thì lúc này nó sẽ hiện ra cho mình là các cái nội dung của cái chain tương ứng với các bạn NAT, bao gồm là pre-routing, post-routing và output. Thì tại vị trí này thì có một số điểm các bạn sẽ lưu ý thêm là nếu như lệnh này nghĩa là các bạn là restart đúng không ạ? Còn nếu như chỗ này các bạn đưa vô cái biến này là self, chỗ này nó sẽ là lưu lại file cấu hình hiện thời của cái IP table vào trong cái file etc sysconfig và IP table. Rồi, thì đến đây mình sẽ kết thúc cái phần số 1 của cái bài của mình. Ở phần số 1 này thì mục tiêu chỉ đơn giản thôi là các bạn thử nghiệm một số các cái câu lệnh để các bạn kiểm tra. Các bạn phải nắm rõ về cái cấu trúc cái table của IP table, filter NAT, trong filter có input,
Output Forward, thì các bạn phải nắm rõ các tính năng của anh này dùng để làm gì. Trong table NAT thì có pre-routing, post-routing và output, các bạn có nắm rõ các tính năng của nó. Rồi, trong phần video kế thì chúng ta sẽ tiếp tục vào cái phần số 2, sẽ nói về cái phần thiết lập thử nghiệm, chúng ta luyện tập các cái rule cơ bản trong cái IP table cho cái MyLinux của mình.